Hello anh em, mời anh em cùng theo dõi cái quá trình đi LED của học sinh mình đang thực hành anh em nhé. Xem một chút về cái bài đi LED này. Đi LED thế này cũng đã được tầm khoảng 5-6 điểm rồi anh em. Còn phải cố gắng, nhưng mà dù sao thì LED cũng rất là ăn mực và rất là căng nét rồi. Đấy, cần phải chỉnh chu hơn. Tay thật ra là nhiều khi nó vẫn chưa chắc ấy. Đâm là chúng ta đi LED nhiều khi nó vẫn bị ngoéo, hoặc là cái đường LED nó vẫn bị run. Máy mà sử dụng nó chính là chiếc máy Rotary. Đấy. Máy có hai củ thôi mà đi LED đánh bóng rất là ok anh em nhé. Đây là cái bài đánh bóng nhật cổ của bạn ấy. Ok. Và bây giờ anh em cùng xem một chút bạn ấy đi LED nha.